nó không lỗi gì đâu. Mà chúng ta học sang một cái khái niệm mới là khái niệm mà cảm biến, thì đây là một cái theo tôi đây là một cái khái niệm rất rất là quan trọng, một trong khái niệm quan trọng nhất luôn liên quan đến 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 đến, đến lập trình Scratch. Thế thì cảm biến đó là cái gì? Đấy thì cảm biến là một khái niệm mà nó giống như là rất là giống khi mà trong trong khi mà lập trình với robot ấy. Tôi nói qua một chút về cái khái niệm là cảm biến cho robot trước, xong đó thì chúng ta sẽ quay lại cái bài toán với Scratch để chúng ta hình dung nó là như thế nào. Thì cái phần lập lập trình mà tất cả những cái lệnh liên quan đến cảm biến trong Scratch ấy, thật là nó là lấy ý tưởng của của con robot ra, nó chuyển hết sang bên này, rất là hay. Thế thì con robot là cái con mà là ở trong con robot ấy, bao giờ nó cũng có các cái thiết bị nó gọi là cảm biến. Đấy, tôi nói sơ để cho ta hiểu nhé. Thì cái cảm biến của robot là như này, là trong con robot nó có những cảm biến dùng để nó đo những thông tin ở bên ngoài, tự nhiên là đo nhiệt độ bên ngoài, đo ánh sáng, hay là đo cái khoảng cách từ con robot đến một cái vật vật cản, hay là đo cái con đo trên đường đi, đo chỗ nào là đen chỗ nào là trắng. Thì dựa các thông thông tin cảm biến này thì người sử dụng mới lập trình để điều khiển con robot di chuyển. Ví dụ như là lập trình con robot là di chuyển tự động trên một cái đường đi chẳng hạn, hay là cho con robot này là tự động đang đi mà nếu gặp mà ánh sáng gặp lửa thì sẽ nhiệt độ cao thì sẽ chứa tích còi thông báo cháy đấy, hoặc là con robot đang đi thế này mà gặp vật cản thì nó dừng lại. Đó thì tất cả những cái lệnh mà nó điều khiển robot mà tự động như vậy phải dựa trên những con cảm biến, là những thiết bị cảm biến ở bên trong lòng con robot đó. Thì như vậy nguyên lý của cái toàn bộ nguyên lý mà điều khiển tự động robot ấy là thông qua những thiết bị cảm biến đó ở trong con robot. Cái này là robot nói chung chứ không phải chỉ robot trò chơi đâu nhé. Toàn bộ tất cả những con robot mà tự động ấy đều là trong đó nó có những cái cảm biến đó. Thế thì đối với Scratch là như thế nào? Thì đối với Scratch thì người ta hình dung các con vật, con mèo nó như là cái em nó như là cái các con robot thôi, và bên trong con mèo này cài đặt những cài đặt những thông tin mà dùng để cảm biến những vật thể xung quanh. Ví dụ nhé, tôi đây ví dụ cho chúng ta hình dung là nó cảm biến là như thế nào nhé. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi đưa con chó vào đây. Thế thì vấn đề là khi con mèo nó di chuyển ngẫu nhiên thì nó có thể nó va chạm vào con chó. Thế làm nào để biết được nó va chạm với con chó được? Đó thì những người mà thiết kế cái phần mềm Scratch ấy, họ đưa ra là gì? Họ đưa ra các họ đưa ra những cái ý tưởng là gì? Là giả sử trong con mèo này nó có một cái bộ phận cảm biến để nó nhận biết khi nào nó chạm phải con chó này. Đó, nhưng mà chúng ta phải lập trình để biết được là khi nào thì mèo chạm phải con chó. Đấy, thì tương tự như vậy chúng ta điều khiển con robot ở trên thực tế. Như vậy là ở trong Scratch nó có rất nhiều cảm biến như vậy được tạo ra, rất là hay. Đây là một trong những chỗ mà hay nhất, đặc biệt nhất của cái lập trình Scratch. Nó khác hẳn với lập trình nâng cao như là C hay là Pascal như là Python. Đấy. Như vậy lập trình C, Pascal, Python nó làm cái mảng lập trình nâng cao và lập trình bậc cao, và nó thiên về khoa máy tính, thiên về các thuật toán. Còn cái anh bên này thì lại là khác. Cái thuật toán bên này là thuật toán, cũng là thuật toán nhưng mà nó khá, nó nghiêng về nè, về khi nghiêng về điều khiển tự động trên thực tế, nó nghiêng về khái niệm là cảm biến nhé. Thì nó như vậy cho chúng ta hình dung được một chút là nó có liên hệ giữa cái em cái Scratch này và con robot. Như vậy là cái Scratch là cái môi trường lập trình mà nó là một nửa, nằm ở giữa cái một bên là lập trình bậc cao như là Python như là C. Đấy, một bên là lập trình robot thực sự. Thì cái anh này nó nằm ở giữa. Nó liên quan đến cả robot, liên quan đến cả lập trình bậc cao, cho nên thật ra là đánh giá được rất ít người mà hiểu đúng được ý nghĩa của cái lập trình Scratch này. Đấy. Ví dụ như hiện nay là ở Việt Nam hiện nay là người ta là cho học sinh thi thi học trẻ là cứ nghĩ lập trình Scratch như là một lập trình bậc cao cho học sinh giải các bài toán đầu vào đầu ra. Như vậy là rất rất sai, theo tôi là rất sai, mà phải phải tập trung vào những cái định hướng
của Scratch nó gần với V-Robot, nằm ở giữa, nó có cả phần thuật toán nhưng nó nằm ở giữa và nó liên quan đến đặc biệt là phần cảm biến này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem là làm như vậy ở trong con mèo này, ở trong con mèo thì nó có những cảm biến gì, là nó khả năng là nhận biết những cái gì đấy nhé. Thì đây thì chúng ta vào cái nhóm là sensing, chính là cái nhóm mà cảm biến, thì có rất nhiều lệnh, các bạn thấy không ạ, đây có rất nhiều lệnh liên quan đến là cảm biến đấy. Thì chúng ta sẽ nhé, tôi lấy ví dụ là cái touching đây nhé, touching là cái cảm biến là xem con mèo khi nào nó biết được nó va chạm với cái gì. Thì đây nó có cái ba cái loại cảm biến va chạm. Một là cảm biến va chạm với con trỏ chuột, với con trỏ chuột là cái này này. Hai là cảm biến va chạm với thành của sân khấu. Ba là cảm biến va chạm với một nhân vật khác. Ví dụ là cái này. Thì đây là một cái nhân đông na, cho hiểu đây là một thiết bị cảm biến, nó tự động nó luôn nhận tín hiệu nhé. Thì các bạn thấy đây là một cái biểu thức mà hai bên đều nó là nhọn, suy ra đây là một cái biểu thức mà luôn nhận giá trị đúng hoặc sai, hay người ta gọi là một biểu thức logic đấy đó, được chưa? Thế thì nó giống hệt cảm biến, tức là cái đây là một tín hiệu, nôm na là trong con mèo nó có một cái tín hiệu, một cái máy cảm biến để luôn đo đo để biết được rằng là mèo có va chạm với chó hay không. Không va chạm thì nó trả về là false, tức là sai, còn nếu va chạm trả về là true. Đó thì khi nhận tín hiệu cảm biến thì mèo luôn nhận tín hiệu cảm biến, và mỗi khi mà chúng ta phải điều khiển nó, giả sử chúng ta điều khiển là nếu mèo gặp chó thì mèo kêu meo một cái, được chưa? Thì cái đó là trong mèo nó có một cảm biến mà chúng ta nhận được. Thì cái việc lập trình cảm biến là như thế này, tất cả các lập trình cảm biến này đều hầu hết là phải đều phải nằm trong cái vòng lặp vô hạn, để mèo sẵn sàng bất cứ lúc nào mà nhận tín hiệu là va chạm với chó thì mèo sẽ kêu lên. Bây giờ lập trình bài này là gì? Là cho con chó con mèo cùng di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, nhưng mà mỗi khi mà mèo va chạm với chó thì mèo kêu là meo meo. Đó, vấn đề là như vậy thôi, chỉ lập trình đơn giản như vậy thôi nhé. Rồi thì làm như sau này, chúng ta cứ để chó ở đây thôi, đi đi một chỗ thôi, và chúng ta lập trình cho mèo này, lập trình thử nhé. Đây, khi mà chúng ta mà kích vào cái nút này thì chúng ta bắt đầu lập trình. Thì cho lập trình như sau, mèo sẽ cho mèo có thể di chuyển, nhưng mà mèo sẽ di chuyển là vô hạn, chậm chậm, gặp gặp cạnh thì quay lại. Nhưng mà mỗi khi mà mèo va chạm vào chó, tức là khi mèo nhận được tín hiệu va chạm vào chó thì mèo sẽ kêu meo meo. Rồi thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, bây giờ chúng ta lập trình đầu tiên là cho con mèo nó di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình nhé. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ vào dương ngẫu di chuyển ngẫu nhiên và di chuyển ngẫu nhiên và gì? Và chậm chậm và góc cạnh thì bật lại. Đây, chúng ta nhớ lại lại đó, chúng ta dùng cái này, dùng cái vòng lặp forever này. Sau đó chúng ta cho mèo, trước đó chúng ta cho mèo là quay về một cái hướng ngẫu nhiên, thì lại là xoay về một hướng ngẫu nhiên. Chúng ta dùng cái lệnh này để chúng ta chọn một cái phần tử, một cái hướng ngẫu nhiên là từ 1 cho đến 360 độ chẳng hạn. Đấy, lấy ví dụ như vậy nhé. Ví dụ vậy mèo sẽ di chuyển, đầu tiên sẽ quay về một hướng ngẫu nhiên, sau đó mèo sẽ di chuyển chậm, nên dùng mẫu sân cho mèo di chuyển chậm, ví dụ như là 3 bước đấy. Sau 3 bước như vậy, chúng ta cho con mèo nó làm nó động đậy chân tay nhé. Chúng ta dùng lệnh này để ta mô phỏng mèo là nó mô lệnh này là lệnh next custom để cho mèo nó gọi là chân 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 nó động đậy như là nó đang chạy thật đấy. Và nếu gặp cạnh thì quay lại, để chúng ta dùng lệnh này, chúng gặp cạnh chúng ta dùng tôi biết rồi, là lệnh này là cái lệnh mà nếu gặp cạnh thì quay lại, là lệnh này đây, if on edge bounce nhé. Đó thì đây là đoạn chương trình đầu 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 tiên là bấm lên chọn chạy nhé. Mèo nó sẽ di chuyển chậm như thế này đó. Nhưng hiện nay là gặp chó là nó chưa kêu nhé. Thế bây giờ tôi muốn là gặp chó thì nó sẽ kêu đấy. Thì chúng ta làm như sau nhé, đây tôi dừng lại ở đây nhé. Đây rồi, thế bây giờ muốn mà gặp chó và kêu thì chúng ta sẽ phải vì mèo nó có một cảm biến như vậy, thì chúng ta phải đưa vào một vòng lặp vĩnh viễn để nếu gặp chó thì mèo kêu. Thì chúng ta có thể đứng em cũng được, hoặc chúng ta dùng một cái song song, chúng ta sẽ tạo ra một cái rất là sự kiện đó đây.
bên ngoài này, mà cái này sau những cái này nhé, mà chúng ta đưa vào cái vòng lọc vĩnh viễn ở đây. Đấy, bệnh viện đây, mà chúng ta sẽ kiểm tra. Cái lệnh mà kiểm tra cảm biến thông thường là một lệnh if như này, if nhé, tôi đưa vào đây. Như vậy là luôn luôn là mèo kiểm tra đây, thắt chỉnh, nếu mà thắt chỉnh đóc, thấy không nào? Nhưng mà đây là cái, như vậy là đây là cái lệnh để mà ta kiểm, đây là lệnh chỉ lệnh cảm biến của mèo đây. Mèo sẽ luôn là nhận tín hiệu luôn, luôn vì nó trong vòng lặp forever cho nên là nó là vĩnh viễn. Thì nếu mà gặp chó thì lập tức là mèo sao, mèo sẽ kêu meo meo. Chúng ta chọn định mà vào cái sao này, mà chọn lệnh là start mèo. À, tôi sẽ làm thêm một lệnh nữa là nếu mà gặp va chạm vào chó kêu meo, sau đó thì mèo sẽ lùi lại để mà mèo sẽ lùi lại và chuyển hướng nhé. Chúng ta sẽ cho coi như mèo giật mình, gặp chó giật mình thì kêu meo và lùi lại. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh move nhưng mà chúng ta để là trừ 30, mèo sẽ lùi trở lại, mèo sẽ lùi trở lại 30 bước và sau đó mèo sẽ xoay về một hướng khác, xoay về hướng ngược lại, hay là mèo xoay hẳn bên trái bên phải. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là mèo mèo sẽ để mèo sẽ cho xoay trái, mèo sẽ xoay bên trái là xoay là 180 độ, xoay ngược lại về phía trong để chạy tiếp. Như vậy hai cái này là song song với nhau nhé. Cái bên này, cái chỗ này là điều khiển mèo mèo di chuyển, còn lệnh này là dùng để mèo để nhận, để cái lệnh mà cái chỗ này là cái lệnh mà dùng để điều khiển mèo mỗi khi mà va chạm phải chó thì kêu meo meo và lùi lại 30 bước và xoay về hướng còn hướng khác để tránh mèo đi, để tránh chó đi. Và chú ý, cho chú ý là gì, chúng ta chú ý là chúng ta chú ý là gì, là chỗ này luôn nằm trong cái vòng lặp. Và đây, chính đây cái lệnh này chính là cái lệnh cảm biến này đó. Chúng ta chạy thử nhé. Đấy, mèo chạy như này. Đấy, cặp chó này. Đấy, cặp chó thì nó lùi lại ngay và nó sẽ. Đấy, ta cứ ví dụ thôi, đây là ví dụ nhé. Ví dụ là nhưng mà đây là cái ví dụ đầu tiên đơn giản để chúng ta đến, để chúng ta cho nó nhanh hơn, để cho nó để chạy ở đây, cho nó chạy 5 bước cho nó nhanh hơn. Nha. Đấy. Đấy. Đây, nhưng đây là bài đầu tiên thôi. Bài đầu tiên là chúng ta mô phỏng cái ý nghĩa của cái lệnh cảm biến. Cảm biến là lệnh rất là hay ở trong bài thân, ở trong class có rất nhiều lệnh cảm biến. Như vậy nôm na thì nôm na là mẫu lệnh cảm biến, tức là ở trong nhân vật đó có một cái máy, có một cái thiết bị cảm biến ở trong người đấy. Đấy. Thì chúng ta phải lập trình cho con các nhân vật để cảm biến như vậy. Có rất nhiều cảm biến khác nhau. Thì cái này là cái lập trình này, nó là ý tưởng của robot nhé. Tuy nhiên là nó sẽ khác robot vì chúng ta làm trên máy tính ảo thôi mà. Robot là thật luôn. Đấy. Được chưa? Nhưng mà những ai mà lập trình robot mà thạo thì sang cái này là rất là dễ hiểu. Và ngược lại, những ai mà lập trình cảm biến cho Scratch mà thạo thì mai kia chuyển sang dạy học lập trình robot cũng rất là dễ. Mà cái đây là cái tư duy là nó khác hẳn cái tư duy lập trình mà bậc cao như là Python, như là C, Pascal. Những người mà giỏi lập trình Pascal, C chưa chắc sang đây đã thạo cái này. Vì cái tư duy là nó khác, cái tư duy lập trình cảm biến là nó khác. Và đây là một trong cái theo tôi là một trong cái điểm rất là mạnh của Scratch. Đây là bài đầu tiên nhé, để tôi ghi lại này. Mà chúng ta sẽ làm, cho chúng ta sẽ học làm quen với một vài lệnh cảm biến khác nhau và sẽ còn làm việc nhiều hơn nữa vì cảm biến có rất nhiều lệnh. Một buổi không thể học hết là phải học nhiều buổi nữa, rất nhiều buổi nữa thì mới có thể hết được những lệnh cảm biến. Chúng ta ghi lại nhé, hôm nay là cái buổi thứ mấy, đây là hôm nay là kia nhiều thứ mục quá. Đây, hôm nay là buổi thứ 5. Đây là mèo, gặp chó nhé, cảm biến gặp chó. Đây là bài, đây là phần game này, cái đầu tiên. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm xong game, chúng ta sẽ làm xong bài bài số 2 cũng dựa trên cảm biến va chạm như này nhé. Cảm biến va chạm như này.
Đây. Bìa chúng ta cho bài thứ hai là bìa không phải là mèo gặp chó, mà bìa chúng ta làm cảm biến là cho là mèo đuổi chuột. Mèo đuổi chuột nhá. Là như thế này. Cảm biến cho như sau này. Chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ lập trình là mèo luôn luôn là hướng về con chuột và đuổi chuột đi, và phân rẽ hướng về chuột và chạy ăn đến để ăn chuột. Nếu mèo mà va chạm phải chuột thì lập tức là chuột sẽ phải đứng lại, chuột sẽ phải đứng lại và mèo kêu là ăn, mèo sẽ kêu là ngon quá, mèo là ngon quá là ăn 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 chuột rồi, coi như là thua. Còn chúng ta sẽ phải điều khiển con chuột để chạy khỏi con mèo, đừng để chạm vào con mèo. Đấy, như vậy bài này là cái trò chơi đơn giản, nhưng mà có cả hai ý. Một là lập trình cho mèo để đuổi chuột, để khi gặp chuột thì mèo sẽ kêu meo meo và coi như ăn ăn thịt chuột là ngon quá. Còn chúng ta sẽ phải lập trình để tránh, không để bị va chạm phải mèo. Nếu mà mèo mà va chạm phải chuột thì coi như thua, chuột sẽ lập tức là dừng lại và đợi mèo ăn thịt và thua nhé. Đây cho làm ở đó nhé, là trò chơi thứ hai. Đơn giản trò chơi hai này, chúng ta sẽ coi như điều khiển mèo là chính, mèo là dùng cảm biến để ta biết nhé, để ta để điều khiển nó nhé. Chúng ta lưu này, chúng ta sẽ tạo một cái trình mới gồm có đây là mèo mà chúng ta tìm con chuột để chúng ta điều khiển. Bài này chúng ta sẽ có hai cái có hai cái nhân vật là mèo và chuột nhé. Bây giờ tôi tìm cái phần M là mouse, đâu rồi, dưới này đúng không? Đây nhé. Vậy là mèo ở đây và chuột ở đây. Bây giờ chúng ta lập trình cho từng con một. Chúng ta lập trình cho mèo trước nhé. Mèo sẽ luôn nhìn thấy chuột và chạy về hướng của con chuột. Đấy. Và sau sau khi chạy 5 bước về con chuột thì mèo sẽ lại nhìn lại và chạy rồi mèo sẽ lại nhìn về hướng chuột và lại đi tiếp. Cứ như vậy đến khi nào mà mèo va chạm phải chuột thì mèo kêu meo meo, và lúc đó thì chuột sẽ phải dừng lại. Chuột là dừng lại, mèo kêu meo meo ngon quá, và đó là chương trình là kết thúc, là coi như là mèo thắng, được chưa? Rồi thì chúng ta chương trình này, thì đầu tiên là khi bắt đầu chơi thì bây giờ tôi định nghĩa tôi là sửa khi bắt bắt đầu chơi thì mèo ở đây mà vì chuột ở đây nhé, và mà chúng ta sẽ bấm phím space để bắt đầu trò chơi nhé. Thì bắt đầu ở đây nhé, bắt đầu ở đây này thì chúng ta cho mèo sẽ ở đây. Mèo sẽ di chuyển tới vị trí này để vị trí mình đang ở đây này. Đang ở đây là 1 lên x là 1 lên 6 và y là 2 nhé. Mèo ở đây nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ lựa chọn cái sự kiện. Chúng ta chú ý là cái rất nhiều người nhầm lẫn khái niệm sự kiện ở trong cái nhóm event này, là nhầm lẫn sự kiện với cái cảm biến khác nhau nhé. Cảm biến là nó nhận tín hiệu, nhận nhận tín hiệu có thể nhận tín hiệu nhiều lần, và cái tín hiệu đó nó không phụ thuộc vào cái không phụ thuộc vào vào người chơi, nó có thể là ngẫu nhiên bất kỳ. Còn còn cái sự kiện để mà tạo ra cái chương trình ấy, thì sự kiện là phụ thuộc vào vào người chơi. Người chơi khi nào mà bấm phím, khi nào người chơi bấm chuột thì đó là sự kiện ở bên ngoài, hay là người chơi click chuột vào cái vào lá cờ thì là sự kiện nhé. Hai cái đó là khác nhau. Rồi thì bây giờ đây, khi mà mèo mà bấm space là bắt đầu nhé, thì chúng ta làm chuyện này thì lập tức là như sau này. Mèo sẽ phải vào một trạng thái là vô hạn lần. Rồi sau đó là như sau, sau đó là mèo sẽ luôn hướng về đây. Chúng ta sẽ mèo sẽ luôn nhìn về, có cái lệnh là point to watch là mèo sẽ nhìn về đâu, chọn ở đây mèo sẽ luôn nhìn về con chuột đây. Mèo à, chúng ta đang lập trình nhầm cho chuột rồi nhá. Như vậy là thôi được, tôi lấy sau. Bây giờ tôi đang nhầm, chúng ta đang chuột mèo đây cái này, đây mới là mèo cái này đấy nhá, tôi đã nhầm lại. Đây ban đầu mèo ở đây nhé, đang cho mèo này, tôi sửa cái này cho dễ nhìn, và tôi sửa cái con này đặt tên là mèo nhé, mèo, xong bấm vào đây chọn là chuột, sau này ta tìm cho nó dễ, chuột, rồi bìa tạo vào mèo này, rồi thì ban đầu mèo khi bắt đầu chơi thì mèo sẽ di chuyển về cái vị trí này, đây là vị trí của mèo đây nhé. Đấy.
Tôi nhầm nhé, tôi đang là mèo đây. Rồi thì bây giờ chúng ta lập trình này. Khi người chơi mà bấm phím space thì mèo bắt đầu như sau này. Mèo sẽ chúng ta sẽ cho vào cái vòng lặp vô hạn. Thì đầu tiên là mèo sẽ nhìn về hướng con chuột. Đấy, nên có chức năng là này, chuột. Mèo sẽ nhìn về hướng con chuột. Sau đó là mèo sẽ di chuyển về về phía chuột trong khoảng 5 giây gì đó nhé, di chuyển về 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 về, về phía trước 5 bước nhé, move về phía trước 5 bước nhé. Mèo tôi muốn làm cho nó tròn, tôi muốn là ý tôi là tôi muốn cho mèo đi chậm lại mới được. Mèo phía trước là 5 bước nhé. 5 bước, 5 bước, được chưa? Và mèo sẽ không được, mèo về phía trước 5 bước, sau đó lại 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 quay về chuột, lại đi tiếp 5 bước, cứ như vậy. Mà tôi muốn cho mèo để này thì mèo nên nên nhanh quá chúng ta khó được thâu ra để kể này nhé. Được rồi, sau đó chúng ta sẽ làm một cái lệnh nữa để kiểm soát cảm biến, tức là khi mà mèo mà va phải chuột thì lập tức là mèo kêu meo meo và sau đó thì dừng dừng chương trình. Mèo sẽ kêu là ngon quá, để tôi sẽ âm thanh cho mèo một cái hay âm thanh mà cho một cái âm thanh nữa đây nhé, là ghi âm ở đây này, ghi âm một cái âm thanh là ngon quá đây nhé. Coi như chúng ta cho mèo ăn chuột nhé, đây ăn ăn thịt chuột đây. Ngon quá đây nhé, coi như chúng ta để ở đây ngon quá đây. Rồi bọn chú, đây là cái màn hình chức năng cho phép chúng ta là chỉnh sửa cái âm thanh chúng ta vừa 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 mới thu âm. Chúng ta kéo cái này vào để kia ở bên trái, về bên phải thì lúc này là ta sẽ bị xóa đi, chỉ thu âm chỉ ghi lại phần giữa thôi nhé. Này, nghe lại này, Ngon quá. rồi bấm này, như vậy cái phần thứ hai này là cái ngon nhé, cái là ngon này. Rồi bây giờ chúng ta lập trình này, lập trình xong xong cái này chúng ta sẽ chọn lại cái này, chọn lại một cái này nữa. Như vậy là hai cái đoạn chương trình này là xong với nhau, cùng là cái sự kiện là space với phím space nhé. Đấy, còn cái thứ hai này là cho đưa vào là forever, và ở đây vào là forever, ở đây là gì, là mèo sẽ nếu mà mèo va chạm phải chuột thì coi như mèo 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 và mèo ngon quá mà chúng ta đây nhé. Đây tôi làm như sau này, đây nhé, đây mèo nhé, chúng ta dùng cái lệnh này, cái lệnh này là cái lệnh này đặc trưng cho cái chuyện cảm biến. Đây chúng ta vào lệnh if, if đây, if nhé, if này chúng ta vào cảm biến, sensing là cảm biến nhé. If touching, nếu mà mèo mà touching chuột đó thì mèo sẽ kêu meo meo ngay. Đây chúng ta chọn cái lệnh này, mèo sẽ kêu meo meo. Chúng ta dùng cái lệnh là kêu meo meo cho đến khi mình dừng lại. Đây là cái lệnh như sau nhé, cái lệnh này là lệnh như sau là play kia, mèo sẽ phát âm thanh meo meo và đợi khi phát xong rồi thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Đấy, chúng ta được cho mèo phát âm thanh xong cái meo meo, sau đó mèo sẽ phát âm thanh tiếp là ngon ngon, ngon quá. Đấy. Và sau khi mà ăn ngon quá rồi thì mới dừng lại chương trình, thì chúng ta mới cho dừng lại chương trình. Chúng ta làm như sau, chúng ta mới cho cái lệnh dừng lại là như sau, chúng ta dùng cái cho cái lệnh là stop on ở đây, coi như dừng chương trình để stop on. Đấy. Đấy. Vậy là nếu mà đây là cái lệnh điều khiển con chuột đây. Mèo kêu meo meo xong mèo kêu ngon quá mà sau là dừng toàn bộ, dừng cái lệnh này sẽ dừng toàn bộ tất cả các chương trình đang chạy ở tất cả các nhân vật ở trong. Lại chúng ta kiểm tra nhé, lệnh này chạy thử này, bấm space nhé. Đấy. Ngon Đấy. quá. Đấy, nó dừng lại ở đây thôi. Thế bây giờ tôi làm lại nhé. Tôi muốn cho khi mèo chạy nó cũng di chuyển, nhưng tôi dùng lệnh này thì mèo nó sẽ vừa chạy mà. Đấy, chúng ta thử nhé. Đây này. Chạy thử lại nhé. Này. Đấy. Ngon quá. Đấy, được chưa? Nhưng mà điều khiển mèo thấy là tạo được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang điều khiển chuột. Đấy, bây giờ chúng ta chuột ở đây nhé. Thì ban đầu chuột đứng đứng ở vị trí này nhé. Thế bây giờ tôi sẽ điều khiển chuột là tôi sẽ làm lập trình là điều khiển chuột bằng người điều khiển chuột thì có nhiều cách điều khiển chuột, chúng ta sẽ học sau dần, hoặc có thể điều khiển chuột bằng bàn phím hoặc là bằng chuột. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả cái lệnh là mèo sẽ điều khiển
bằng 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 chuột. Chúng ta sẽ kích chuột, sẽ click chuột, kích chuột thì chuột nó sẽ di chuyển về phía cái chúng ta tại điểm mà chúng ta click chuột, được chưa? Đây thì chúng ta sẽ học thêm một cái lệnh cảm biến nữa rất là hay. Đây chúng ta làm thử nhé. Thì vào chúng ta vào sensing nó có như sau, chúng ta chú ý nó có một cái lệnh này. Đây là cái lệnh là cũng là nó làm một cảm biến. Khi mà người dùng mà click chuột thì nó trả về là true, còn không trả lời là trả về là false. Như vậy đây là cảm biến là cái con chuột này nó luôn là nó cảm biến được, biết được khi nào thì người người dùng là nháy chuột. Và đây là cảm biến. Thì nếu người dùng mà nháy chuột ở đâu ấy thì chuột nó sẽ di chuyển về phía con trỏ chuột của người dùng. Chúng ta nháy ở đây, lập tức là chuột sẽ quay về hướng đó chúng ta, và chuột sẽ di chuyển về cái hướng mà chúng ta vừa vừa mới nháy xong. Đây, thì đây là một cách mà cũng làm cái lệnh rất là hay để chúng ta học cách là điều khiển con vật trên màn hình. Cụ thể đây chúng ta điều khiển bằng chuột. Có rất nhiều lệnh khác nhau nhưng mà tôi sẽ mô tả các bạn một lệnh thôi, là khi chúng ta nháy chuột thì con vật chúng ta sẽ quay mặt, quay hướng về phía mà chúng ta vừa nháy chuột và di chuyển phía đó. Cái làm như sau nhé. Đây thì chúng ta dùng như sau. Đây là cái em đây là đây là cái cảm biến để nhân vật biết được là khi nào thì chuột nháy. Còn đây đây là hai cái hàm để mà nhân vật cảm biến được, biết được vị trí của vị trí con vị trí x và y của con trỏ chuột đó. Thì sẽ làm như sau nhé, để làm như sau để tôi mô tả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho chuột này. Đây chúng ta vào cái này, nếu khi mà bắt đầu có space thì bắt đầu chúng ta bắt đầu mà khi người dùng mà bấm cái phím space thì bắt đầu chúng ta vào cái việc là điều khiển chuột rồi. Thì đã điều khiển chuột bằng cảm biến thì luôn luôn phải nằm trong cái vòng lặp vô hạn lần. Đây chúng ta để đây, sau đó chúng ta sẽ điều khiển là chuột sẽ luôn luôn dựa vào cái vòng lặp này và kiểm tra nếu đây, nếu mà người dùng mà nháy chuột đấy, nháy chuột trên màn hình thì con chuột này sẽ quay mà sẽ xoay hướng về phía về phía con trỏ chuột và chạy phía đó 5 bước. Cái làm như sau nè. Bây giờ khi mà nháy chuột thì lập tức là như sau, lập tức là con chuột đây chúng ta vào lệnh này, lập tức chuột sẽ xoay về quay về quanh quay về quay hướng về con trỏ chuột này, trỏ chuột nhé. Đây đấy. Sau đó là con chuột nó sẽ đi 5 bước về phía có cái tọa độ này. Thì muốn vậy chúng ta sẽ phải làm phải phải tạo thêm hai cái biến để mô tả đặt là tọa độ x và tọa độ y của vị trí con chuột mà ta vừa mới nháy. Chúng ta vào variable mà chúng ta tạo ra hai cái biến nhé, một cái biến đặt tên là x, một cái biến đặt tên là y. Chúng ta vào tạo ra hai biến rất đơn giản thôi, hai y được chưa? Rồi sau đó khi mà đây khi mà cảm biến như khi mà con chuột nhận biết là người dùng đã nháy chuột thì lập tức chúng ta sẽ phải lưu hai cái biến lại, lưu cái x và y lại, x này và lưu cái y lại, x và y, x là lưu cái tọa độ x của con trỏ chuột mà tôi vừa mới nháy, y là lưu cái tọa độ y đó. Chúng ta đưa vào đây mà sau đó chúng ta sẽ cho chuột chạy 5 bước ở phía đó. Chúng ta dùng lệnh này, thật ra không cần năm bước thì không cần, đây là cần tọa độ chính xác, thật ra không cần, nhưng ta để lại để sang cái này nhé. Bây giờ tôi xin lỗi, không cần, mà chỉ cần gì, cần là quay về con trỏ quay quay về con trỏ chuột tôi vừa mới nháy xong và múc về phía đó, tôi để múc phía đó là 6 bước chẳng hạn. Vậy vận tốc là nhanh hơn nhé, nhanh hơn là cái anh mèo ở đây đi là 5 bước, con chuột sẽ đi là 6 bước đó. Thôi cái không cần, bỏ lại đi. Đây thì đây là cái đoạn chương trình mà điều khiển chuột. Đây, chúng ta học cái này nhé, rất đơn giản, điều khiển chuột. À, chúng ta nháy chuột thì nháy chuột thì con chuột nó sẽ di chuyển. Đấy. Ở đây cái lệnh này là lệnh dùng cảm biến, vì cái lệnh một cái mouse down này là nằm trong cái nhóm là cảm biến, được chưa? Đấy. Quả thấy là tất cả các lệnh cảm biến đều phải nằm trong cái vòng lặp forever. Cái này là cái khác biệt lắm, khác biệt lắm so so với Python, so với
Scrap. Bây giờ làm thử nhé. Đây. Bắt đầu này. Space biến thành này, biến thành con. Thế là ngon thua. Quá. Thế là thua rồi. Không điều khiển nữa. Điều khiển thế là chậm quá. Mình tôi sẽ phải nhanh hơn nhé. Tôi sẽ phải làm như này. Tôi sẽ cho cái thằng này đi là 10 bước nó nhanh được. Đi 6 bước chứ. Không không đủ thời gian. Nào bắt đầu này. Nha, bắt đầu. Không được. Ngon quá. Đây, điều khiển khó lắm các bạn ạ, không không dễ nhé. Bây giờ tôi khiển làm cho nhanh hơn nữa nhé. Đây, hoặc như này cho bạn nhanh hơn nhé. Đây là như thế này. Đây, sẽ thử lại cho bạn xem này. Ngon quá. Mình không đủ nhanh nhanh để cho chuẩn nhanh được. Bây giờ tôi sẽ sửa lại chương trình cho nó hay hơn nhé. Đây, cái này chúng ta phải sửa một chút chương trình. Là về ý tưởng là đúng rồi, nhưng mà lập trình làm sao cho nó mượt, chỉnh sửa cái tham số sao cho nó mượt để cho chuột nó dễ chạy hơn. Thế này thì mèo nó đuổi nhanh, đuổi một lúc là được. Mình phải sửa lại một chút cho mèo nó phải chậm đi một tí nhé. Chỉ mèo nó chạy đi là 3 bước thôi, cho nó chậm một tí. Rồi bây giờ tăng thời gian, tăng cái đợi tôi một chút nhé. Thôi làm này tôi bỏ đi, tôi dùng lại lúc nãy. Thì nó sẽ hiện khi mà tôi sợ một chút là khi người dùng một nháy chuột thì chuột lập tức là chạy thật nhanh đến cái vị trí của con thỏ chuột. Đấy, thì cho nhanh hơn nhé. Rồi bây giờ tôi làm như sau, cho thật hay hơn nhé. Tôi dùng lại lúc nãy, tôi dùng cái lệnh là đặt x gì và đặt y bằng đặt x gì bằng vị trí x gì của chuột và đặt y bằng vị trí của chuột hiện thời. Đấy. Sau đó là chuột sẽ di chuyển nhanh, dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là glide to này. Đấy, di chuyển nhanh trong 1 giây thôi là di chuyển nhanh đến vị trí x y thì nó sẽ an toàn, nó sẽ cực nhanh luôn. Đấy. Đấy. Thế này thì nó rất nhanh, thế là ta sẽ nhắc lại nhé. Ở đây là gì, là chuột sẽ quay về hướng con trỏ chuột này, con trỏ chuột, sau đó thì là tính nhanh x y, và sau đó thì chuột sẽ chạy 1 giây thật nhanh để đến vị trí này. Đấy. Thậm chí ta để đây, ta để là chính là 0,5 giây cho thật nhanh nhé. Rồi mình chúng ta chạy thử này xem có điều khiển được không nhá. Đấy, bìa rồi đấy, bìa nhanh hơn rồi đấy. Ngon quá. Đấy, như vậy chúng ta chạm phải là dừng luôn đấy nhé. Bây giờ để cho an toàn hơn nữa này, ta cho lập trình là cho an toàn là khi mà chuột mà gặp mèo thì lập tức là dừng lại. Thì có làm được không? Đây, chúng ta lại thêm lệnh nữa. Như vậy chúng ta luôn luôn phải có cái đây, bây giờ lệnh mà chúng ta làm thì cũng được rồi, nhưng mà khi mà đây, khi mà gặp thì nó chuột nó không dừng lại. Đến chuyện ngon này, quá. Tức là mèo gặp chuột thì chuột nó không dừng lại vì là chúng ta chưa lập trình cải biến cho chuột. Điều tôi cải biến như sau: nếu mà mèo gặp chuột thì ta lập trình đây rồi, đây là nếu mèo gặp chuột thì mèo kêu meo meo đây rồi, nhưng mà khi mà chuột gặp mèo thì ta phải lập trình là chuột cũng phải đứng lại ngay. Thì chúng ta sẽ làm cái lệnh đó, và lệnh đó nó sẽ dùng với nhiều lệnh khác hơn nhé. Đây bây giờ chúng ta đây là cái đoạn lập trình cho chuột là khi điều khiển chuột, khi chúng ta nháy chuột thì chuột sẽ di chuyển về phía con trỏ chuột thì đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm lệnh khác. Cái này là khó hơn nhé. Lệnh khác là như sau, song song với nó là chúng ta vẫn là cái lệnh là đây. Vẫn là cái lệnh là lệnh này. Tạo end space đây này. Và chúng ta vẫn phải đưa vào cái vòng lặp vô hạn. Chúng ta nhớ là trong bất cứ trường hợp nào nếu cần tín hiệu cảm biến thì phải đưa vào vòng lặp vô hạn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vào lập trình cái này. Nếu mà chuột mà chạm phải mèo, đây tức là nhé. Tức là khi mèo gặp chạm chuột chạm mèo thì chuột cũng phải đứng lại. Đây, đây thì nếu mà chúng ta vào cái lệnh này và chúng ta chọn cái sensing và chọn cái lệnh là touching. Đây, nếu mà chuột mà gặp mèo đó, thì chuột lập tức cũng đừng dừng lại ngay. Đây. Đây. Thế để dừng thì làm như thế nào? Nếu chuột gặp mèo thì dừng. Dừng tức là dừng, chúng ta phải cho cái lệnh này này, cho cái trình này là nó bị dừng lại. Như vậy từ trong chương trình này chúng ta phải điều khiển cái chương trình bên ngoài này dừng lại. À, chúng ta thấy chú ý nhé, nó khác biệt nhé. Không phải là stop on mà chỉ dừng cái này thôi.
Khi chúng ta làm lệnh này, chúng ta vào lệnh stop chứ không phải là on, mà dùng cái lệnh là gì? Là other script inspire. Đây là cái lệnh là nó sẽ xóa khi nó sẽ làm cho các cái đoạn chương trình khác ở trong cùng nhân vật dừng lại. Thì đây là cái lệnh khi mà lệnh này thì khi mà chuột gặp mèo thì lập tức là chuột dừng lại, cái chương trình này sẽ bị dừng lại, sẽ bị stop lại. Vì đây chúng ta có lệnh là stop other script inspire, tức là đây là cái lệnh mà điều khiển để từ đây điều khiển cho các bên này là dừng lại. Đấy, bạn thấy nhé. Như vậy tới đây chúng ta đã hoàn thiện chương trình rồi đấy, hoàn thiện cái trò chơi đơn giản và cả hai bên, cả mèo cả chuột đều sử dụng cảm biến va chạm để chúng ta làm thành trò chơi rất là hay nhé. Bắt đầu từ đầu này đây, từ đầu nhé, chúng ta bắt đầu đấy. Ngon Từ ngày quá. nay nhé, mình chỉ lại từ đầu, chỉ lại nhé. Vì tôi muốn là bắt đầu thì tôi muốn cho hay hơn, tôi để cho mèo nhìn sang bên phải, mèo sẽ quay sang bên phải đây đấy. Và chuột chuột cũng quay sang bên phải cho nó rồi. Từ đầu này đây nhé, space có chưa, Ngon quá. chậm quá, làm lại này. Ngon quá. Được chưa? Đấy, chữ là thấy mà các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Như vậy đây là cái hôm nay chúng ta học xong một cái bài là tương đối khó hơn rồi mà rất là hay, nó nhiều nhiều ý nghĩa hơn, và khi chúng ta có thêm công cụ gọi là cảm biến này thì có rất nhiều thứ có thể lập trình, có rất nhiều kịch bản hay có thể tạo ra. Như vậy đây là trò chơi thứ hai là mèo đuổi chuột nhé, chúng ta ghi lại trò chơi thứ hai. Như vậy là nếu mà chúng ta có thêm cái cảm biến này thì cái chương trình của chúng ta nó sẽ rất là phong phú hơn rất nhiều. Mèo đuổi chuột nhá, mèo đuổi chuột như là một trò chơi. Trò chơi này chúng ta có bao giờ bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn mở rộng ra, chúng ta cho thêm chúng ta cho thêm cái thông số thời gian đếm nhé, xem là cái bao nhiêu lâu thì thua. Chúng ta có điều khiển cái chuột thật lâu vào chứ vừa mới chơi mà đã dừng. Cái bài này mà chơi mà thời gian chơi càng là lâu chứ càng người chơi càng giỏi. Giờ mình tôi làm thêm luôn nhé. Điều này tôi sẽ sửa lại chương trình. Tôi sẽ làm một thông số thời gian. Nhưng không phải thời gian để đo là khi nào thì cố định thời gian để mà dừng, mà như này. Chương trình là như sau. Có một thông số thời gian để đo xem là người chơi chơi được bao lâu thì thua. Chơi được càng lâu thì mới thua, chứ toàn người nó giỏi hơn. Thì bây giờ tôi làm một chương trình như sau nhé, tôi cho thêm một tham số để đếm thời gian. Khi bắt đầu chơi thì tham số này nó bắt đầu đếm thời gian, khi mà mèo mà vào gặp chuột thì dừng lại, thì dừng thời gian lại, và lúc đó trên màn hình chỉ ra thời gian chơi là bao lâu. Và như vậy cái tham số thời gian chơi của trò chơi này sẽ chỉ ra là người chơi là giỏi hay là không giỏi nhé. Chúng ta cần điều khiển chuột để càng sống lâu càng tốt, đó là thời gian sống. Để tôi làm luôn bài này nhé, nhưng vẫn là bài này tôi làm thêm một cái phiên bản mở rộng là cho phép là tính thời gian nhé, thời gian nhưng mà theo kiểu khác nhé. Rồi thì làm như sau này, chúng ta sẽ phải dùng các cái biến để chúng ta tạo ra nó phức tạp hơn nhé. Bây giờ làm như sau này, bây giờ tôi sẽ tạo ra mà cái việc mà đây chúng ta mà cái việc lập trình điều khiển thời gian chúng ta dùng nên dùng sân khấu rồi nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một biến thời gian, tôi tạo ra một cái biến mới là biến thời gian, tôi gọi là time. Biến này sẽ luôn hiện trên màn hình. Khi mà kết thúc trò chơi thì biến này nó sẽ dừng lại, nó không đếm nữa. Đang chơi thì nó đếm, và khi đó người chơi sẽ biết người này chơi là hết bao nhiêu thời gian. Nhưng cái thời gian time này càng lâu thì người đó chơi càng tốt. Chúng ta là giống như là điểm điểm số, đây là thời gian nhé. Rồi tôi làm như sau này, thì bắt đầu chương trình đây, bắt đầu chương trình nhé. Thì chúng ta sẽ đặt cái tham số này bằng bao nhiêu, bằng không, thời gian bắt đầu bằng không, chúng ta chọn là thời gian bằng không, time bằng không, được chưa. Rồi khi bắt đầu chơi thì nó sẽ bắt đầu đếm, nhưng mà khi nào dừng, khi mèo va chạm vào chuột thì dừng đó. Như vậy chúng ta để mà biết được cái điểm dừng thì chúng ta phải thêm một cái biến nữa. Cái này là chúng ta phải thêm một cái biến nữa để mô tả nhé. Đó
đặt tên nó là start, được chưa? Đó. Thì cái start thì mình nghĩ sau start này bằng không, tức là chương trình là đang chơi, bằng một thì dừng lại, như thế thôi. Nhưng mà ban đầu chúng ta như sau, chúng ta đặt là ban khi bắt đầu chơi thì chúng ta cho cái này nó là start bằng không. Nhưng mà start bằng không tức là chương trình vẫn đang chơi, còn bằng một thì là dừng. Thì khi nào dừng, khi mà mèo va chạm vào chuột thì chúng ta cho thời gian dừng. Để tôi bấm vào đây nhé. Rồi ở đây tôi mà đây tôi vào cái lệnh này, nhưng lệnh này này, khi mà thật ra là có thật ra đây có lệnh stop này thì cũng không cần, thật ra lệnh stop là dừng hết rồi thì cũng không cần lắm. Tôi có thử nhé, mẹ tôi thử hai cách như sau. Tôi vào đây nhé, đây đây tôi thử phán một là không cần start, phán hai dùng start, tôi để ra ngoài tạm thời đấy nhé. Thì sau này bây giờ đây, khi người dùng bắt đầu chơi này, đây đầu tiên thay là bằng không nhé, nhé. Rồi sau đó thì ở đây tôi để cho thời gian chạy mà vô hạn lần này, đây nhé. Tôi làm một phương án nhé, tôi cho cái vòng lặp vô hạn này, vòng lặp vô hạn như sau. Thì cứ sau 1 giây, đây cứ sau sau 1 giây thì chúng ta tăng thời gian lên 1 đơn vị, mà thời gian nó tính bằng dùng lệnh là trên thời gian, trên time by 1 nhé. Như vậy là cái lệnh này nó sẽ chạy vô hạn lần, vô hạn lần. Nhưng mà khi mà gặp kia gặp stop đây thì cái lệnh này nó sẽ dừng lại, thì cũng được. Tôi thử nhé, đây vậy là không cần cái này. Bây tôi kiểm tra thử nhé, xem là tôi kiểm tra xem là khi mà mèo mà va chạm phải chuột thì nó có dừng cái đếm hay không nhé. Bây giờ cho cái đếm là hiện trên màn hình đấy. Mà đây chính là cái thời gian chơi, anh trên nó sẽ đếm, và khi mèo gặp chuột thì nó dừng lại. Biệt thử bắt đầu này, bắt đầu chơi. Ngon Dừng quá. nhé, bây giờ mình có 3 giây đúng không? Trở lại. Bắt đầu 4 giây. Ngon quá. Đấy, dừng rồi đấy. Như vậy là đúng là dùng thật, như vậy là không cần đến cái này, không cần đến cái này nữa. Để chúng ta học sau cái này. Rồi. Anh như vậy bài này là bài hoàn chỉnh hơn nhé, tôi ghi lại bài này. Ghi lại với cái bài là mèo đuổi chuột. Thấy không? Đấy. Được chưa? Đó. Vậy có rất nhiều các game là các cái trò chơi mà hay ở chỗ này nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ, nhưng mà đây là cái chúng ta sử dụng cảm biến là mèo thì cảm biến là va chạm phải 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 con vật khác nhé. Chuột cũng là cảm biến là va chạm mèo, và cảm biến là nhận biết là khi gặp một chuột, người dùng nháy chuột đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái trò chơi nữa để sử dụng những các cái cảm biến này nha. Đây, bây giờ cái trò chơi như này nhé. Trò chơi này rất hay. Trò chơi này là đây là một trò chơi rất điển hình mà tất cả các học sinh nào mà học học về cơ bản về Scratch thì bắt buộc phải học, phải biết phải làm với cái trò chơi này. Đó là trò chơi là hứng bóng nhé. Thì chúng ta sẽ niêm cái chương trình, chúng ta làm như sau. Trò chơi là như sau. Trên màn hình sẽ có một quả bóng, nó sẽ rơi rơi từ trên xuống nhé. Đây tôi chọn quả bóng này nó sẽ rơi từ trên xuống nhé. Chúng ta phải đỡ nó, nếu mà không đỡ nó thì nó rơi xuống đây là thua, rơi xuống đáy đây là thua đó. Thì chúng ta phải đỡ đỡ một cách nào, chúng ta phải dùng một cái thanh ngang để chúng ta đỡ. Chúng ta vào đây chọn một cái thanh ngang, đâu thanh ngang nó là cái gì, chọn thanh ngang nhé. Đây thanh ngang, đây thanh ngang, tôi để to ra một tí nhé. Có nhiều cách để to ra, hoặc là chúng ta phóng to nó ra. Đây chúng ta vào cái lệnh và thanh ngang, chúng ta đặt ở chế độ ban đầu
chúng ta đặt cho nó cái và cái lux đặt cho nó cái lệnh set size thu là 150 nên nó sẽ to gấp đôi luôn. Đây là một cái bài toán chơi rất là hay, rất rất điển hình nhé, và tất cả học sinh nào cũng cũng nên nên biết, thì phải học xong đến cái phần là cảm biến thì mới làm được nhá. Đấy thì đây là cái chúng ta sẽ để vị trí này nhé, và chúng ta sẽ di chuyển cái này sang phải sang trái, sang phải sang trái bằng cái phím phải trái nhé, phím phải trái. Quả bóng nó sẽ từ trên này sẽ rơi xuống, sẽ bắt đầu ở vị trí góc nghiêng sẽ rơi xuống, khi mà rơi xuống đất là xuống dưới này là thua, được chưa? Còn nếu mà gặp bóng nó sẽ nảy lên nó sẽ lên với một góc, với một góc là ngẫu nhiên, ở trên này gặp cạnh nó sẽ nảy xuống theo theo phản ứng gương, cứ như vậy. Đó. Khi nào rơi xuống cái này là thua, chúng ta phải điều khiển làm sao cho thời gian chơi càng lâu càng tốt, giống như lúc nãy sẽ có một cái đồng hồ để mà đếm thời gian chơi của trò chơi này. Đấy nhé, như chúng ta làm lập trình này. Đầu tiên chúng ta lập trình cho con cho cái pattern này đã nhé. Đây. Thì đây là vị trí, này là vị trí làm này, tôi đặt đây là y bằng đây nhé, y nhé. Y là 101, tôi cho là -100 đi nhé. Như vậy tôi đặt vị trí bắt đầu là cái pattern này là nó ở vị trí là y bằng -100 nhé. Đây. Tôi dùng lệnh này. Có một lệnh để đặt riêng cho nó y được. Tôi dùng cái lệnh là set y. Đây. Set y. Ta để là -100 nhé, coi như -100. Mẹ ban đầu của nó là ở vị trí này, còn x thì không quan trọng. Sau đó tôi sẽ lập trình riêng cho con cho cái con này nhé, là chúng ta dùng phím phải trái thì nó sẽ di chuyển sang phải hoặc là sang trái. Thì như vậy là dùng cái phím để điều khiển nhân vật di chuyển, thì chúng ta dùng các và cái phím và cái lệnh sự kiện chúng ta đã biết. Đây đây chính cái lệnh mà là chúng ta bấm phím, thì đây là lệnh ở đây là phím space, nhưng mà chúng ta muốn dùng phím phải trái chúng ta bấm vào đây ta chọn, đây là phím, này phím là này, đây là phím là right, arrow là phím là nút mũi tên phải, đây là nút mũi tên trái, chúng ta chọn vào đây. Đấy, mũi tên phải nhé, mũi tên phải chúng ta muốn cho nhân vật này chuyển động sang bên phải, tức là tăng x lên, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là change x. Đây trên x, đây trên x bay bay 10 chẳng hạn, di chuyển sang bên phải, biểu muốn sang bên trái chúng ta đi cần chúng ta vào lệnh này, và lệnh này chúng ta chọn là phím là left arrow là phím là mũi tên sang bên trái và chọn cái lệnh là trên x bay trừ 10, chúng ta vào lệnh này và chọn cái lệnh là trên x, đây rồi trên x chúng ta chọn đây là trừ 10 đó. Thì đây là hai cái em, đây là hai cái lệnh là nó ở bên là nó là sự kiện bên ngoài chứ nó không liên quan, lúc nào tôi điều khiển được thì tôi bấm chuột phải chuột trái nó chuyển động này. Đấy. Thấy không? Đấy. Chúng ta di chuyển sang phải sang trái để sao cho là nó đón được cái quả bóng từ trên xuống. Đấy. Tôi để cho nó nhỏ một tí, 150 hơi to quá, để là 130 thôi. Nhé, thế là không gì hơn. Khó chơi được khó gần được rồi, về đầu trình chơi bóng nhé, ban đầu thì bóng sẽ nằm ở vị trí này, tôi bấm bóng này nhé, như vậy là ban đầu, đây ban đầu bóng sẽ ở vị trí này, tôi chọn cái vị trí như sau nhé, chọn cái vị trí là go to xi, đâu rồi tôi dùng cái lệnh là go to xi, xi tôi để ở vị giữa là số 0, còn y tôi để vị trí này, đi vị trí là 164 đây, đây là ban đầu nằm ở đây nhé. Rồi sau đó tôi bắt đầu lập trình, khi cho bấm phím space thì nó bắt đầu nó bóng nó bắt đầu nó rơi xuống nhé. Đây tôi làm lập trình này, đây là cái lệnh nó bắt đầu lập trình cho quả bóng này, và cái lệnh là bấm phím space thì bắt đầu nhé, bắt đầu thì ở đây, thực ra bấm bắt đầu thì là nó ở đây, còn bấm phím space thì chúng ta bắt đầu có thể bây giờ luôn điều khiển sang phải sang trái này nhé. Đó, và chúng ta sẽ điều khiển để đỡ bóng, bóng nó sẽ rơi xuống nó rơi xuống phía dưới này đáy này thì chúng ta sẽ thua. Đây, chúng ta làm như sau nhé. Đây. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ em đây ban đầu bóng như này và ta cho bóng nó hướng hướng xuống dưới, chúng ta dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là point in direction và cho bóng nó xuống phía dưới, quay mặt quay đầu xuống dưới. Đó. Vậy là bóng quay xuống dưới nhé.
Ở đây khi mà chúng ta bấm phím space thì bóng bắt đầu di chuyển. Chúng ta dùng vào cái lệnh là forever ở đây và bóng sẽ bắt đầu di chuyển. Di chuyển là move phía trước là 10 bước. Đó. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lập trình như sau. Nếu gặp cạnh thì quay lại. Ở trên này thì quay lại này, chúng ta làm sao nhé. Đây, bình thường là góc cạnh thì quay lại, chúng ta dùng lệnh này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho hai cái việc. Một là nếu mà gặp cái thanh này dùng cảm biến thì nó sẽ phải bật lên. Được chưa? Chúng ta dùng sau đây, chúng ta dùng đưa vào một cái lệnh là if nếu sau là sensing nếu mà quả bóng mà chạm phải cái pattern đấy. Nếu chạm phải cái pattern thì lập tức là bóng sẽ quay ngược lại lên trên, bật lên trên, nhưng mà trên với một góc là bất kỳ, cho nên là khi bóng rơi gặp phải cái này nó sẽ nảy lên hoặc là để phía này hoặc là phía này. Chúng ta cho bóng nó bật lên một góc là ngẫu nhiên nằm trong khoảng là trừ 15 đến cộng 15 độ như sau. Chúng ta sẽ cho bóng khi mà gặp cái pattern thì quả bóng nó sẽ kêu pop một cái, kêu pop một cái, sau đó nó sẽ nhảy lên bằng lệnh sau đây, bằng cái lệnh là bóng sẽ point in direction đấy, quay ngược lên trên với một góc là trừ 15 đến cộng 15. Chúng ta dùng cái lệnh là lựa chọn ngẫu nhiên một cái góc của nó. Chúng ta chú ý cái góc này, góc của thằng này đây này, đây là 0 độ này, đây là 15 độ này, đây là chỉ 15 độ, chứ nó luôn luôn là nó quay lên nhé. Nhưng mà chúng ta chọn đây là point direction là trừ 15, trừ 15 ở dưới này là 15, là 15 đấy. Chúng ta đưa vào đây đó đấy, thì chỗ này là chỗ mà lập trình xong là chuyện là khi bóng va phải thanh này thì nó nảy lên. Tôi làm thì cho bạn xem nhé, mô tả trước phần đó nhé. Đây, bóng nó xuống này, đấy, nhảy lên chưa đấy. Đấy. Đấy, nhưng mà tôi đi cảnh bóng còn đưa ra ngoài là để chúng ta có để chương trình ra ngoài, đúng là phải thua nhé. Rồi thì chúng ta lập trình tiếp theo này, khi bóng đưa ra ngoài này là nó thua chứ không phải nảy lên như vậy, nó phải thua ngay. Thì làm như nào đây, khi ra ngoài thì làm khi ra ngoài tức là khi nó xuống đây này, xuống đây là xuống đây nhé, ở chỗ này là y của nó là âm 144. Nhưng mà chúng ta kiểm tra nếu mà cái tọa độ y của quả bóng ấy nếu mà nhỏ hơn âm 144 hay là 145 đi thì thua. Làm như sau, chúng ta thêm một lệnh if nữa ở chỗ này, vào chỗ này bên dưới này nhé. If nếu mà đây, chúng ta dùng lệnh dùng phép so sánh, nếu mà cái tọa độ y, này, nếu mà cái tọa độ y của quả bóng dùng cái y position, nếu y của quả bóng mà nhỏ hơn trừ 145 tức là nó lùi xuống vị trí này một tí này, nên đây là chúng ta đang là âm 144 mà, thì âm 145 nếu mà y position mà nhỏ hơn âm 145 thì thua, thì chúng ta cho một cái lệnh là stop on ở đây coi như thua. Đúng, coi dừng chương trình lại cho cái lệnh là stop on đấy. Thì đây chính là cái loại chương trình để điều khiển quả bóng của chúng ta nhé. Tôi chơi lại này đây nhá, bấm space nó bắt đầu này. Đấy, ở dưới thua rồi này, thì thua chúng ta sẽ cho thêm một cái âm thanh cho hay hay nhé. Nếu mà thua thôi được, không cần không cần, có thể pop quá thì thua vậy được. Xong lại này, space này đấy. Đấy, điều khiển nhé, xuống dưới là thua, thấy không nào. Đây là trò chơi là hứng bóng nhé. Chúng ta có thể thêm một cái chức năng nữa, hay là chúng ta có thể tính điểm hoặc tính thời gian. Có hai cách để ta tính điểm, một là cứ mỗi lần mà ta hứng được quả bóng thì được tăng thêm một điểm, còn cách thứ hai là đếm thời gian, khi dừng thời gian khi mà quả bóng nó bị xuống dưới nó dừng lại thì chúng ta không đo thời gian nữa, thì như vậy là cái người chơi mà chơi được càng lâu thì càng giỏi. Nên có hai cách mở rộng bài toán đấy nhé. Này tôi sẽ ghi lại với cái bài hôm nay là cái bài, đây là cái bài số 3 là trò chơi hướng bóng. Tôi bị số 3 cho nên nhớ nhé. À này. Trò chơi hướng bóng. Một trò chơi rất là nổi tiếng nhé, mà rất là kinh điển. Bất cứ học sinh nào mà học
cái Scratch đều phải trải qua cái bài tập này. Đây là một cái bài tập rất là hay, và từ bài tập này chúng ta có thể có nhiều phương án khác để mở rộng thành những bài tập khác nhé. Đó, hôm nay mới là 5 buổi chúng ta đã học làm cái bài tập rất là hay như thế này. Chúng ta nhớ lại các bạn là chúng ta có hai cách để mở rộng. Thì phần hai cái này này tôi cho các bạn coi bài tập về nhà nhé. Cách thứ nhất là chúng ta đo thời gian. Bắt đầu vào chơi là có thời gian ở trên đo, và khi mà dừng chương trình thì thời gian sẽ dừng lại, và người nào chơi được càng lâu thì người đó càng giỏi. Đó là cách nhất. Cách thứ hai là chúng ta đếm điểm, thì tính điểm mỗi lần mà hứng quả bóng được ấy thì là tính là 1 điểm. Thì xem là cho đến khi mà trò chơi kết thúc, xem là người chơi đã hứng được bao nhiêu lần quả bóng, và đó là số điểm mà người chơi đã đạt được. Nhưng bài này chúng ta sẽ có hai cách để mở rộng nhé. Cả hai cái này tôi đều cho các bạn coi như là bài tập về nhà. Bài tập về nhà để chúng ta làm. Được chưa? Đấy. Thì như vậy là từ nãy giờ hôm nay chúng ta học xong cái bài về 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 cảm biến, và khi mà có cảm biến rồi thì nhắc lại là làm thủ lộ trình rất đặc biệt, làm cho chương trình nó trở nên rất là phong phú. Tức là nôm na đây là cái chức năng mà chúng ta sẽ khám phá mỗi nhân vật của chúng ta ở bên trong đều có các cảm biến cả. Nó đo tất cả các thông số ở bên ngoài, nó đo đắng, nó tính toán sự va chạm nhân vật khác, nó làm rất nhiều thứ, đo xem khi nào thì va chạm, khi nào thì click chuột, vân vân. Đấy. Được chưa? Thì đó là cái rất là hay. Và cái phần liên quan cảm biến này sẽ còn nhiều nhiều nữa chứ không phải giờ này, đây còn rất nhiều trò chơi nữa, rất nhiều cái thông số nữa nhé. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo, cũng là một trò chơi nhưng mà dựa trên cảm biến khác. Đây. Bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta đi một cái ở đây nhé. Và bây giờ chúng ta vào lại cái sân sinh, chúng ta kiểm tra xem còn cái new cái nào nữa. Đây thì nó có một cảm biến rất là hay, cảm biến là va chạm với màu sắc, cái rất là hay. Như vậy dùng màu sắc thì có thể nó coi như là một cảm biến, xem là con vật chúng ta nó di chuyển này thì nó va chạm cái màu sắc thì như thế nào, mình nó biết được à nó va chạm vào cái màu nào. Cái cực kỳ hay luôn. Và với cái va chạm cảm biến màu sắc này thì có rất nhiều, chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều các trò chơi, rất nhiều kịch bản khác nhau. Thì tôi mô tả các bạn một kịch bản thôi nhé, một kịch bản đơn giản thôi. Còn chúng ta sẽ đây, kịch bản của chúng ta là như thế này. Bây giờ tôi sẽ điều khiển con mèo này di chuyển từ vị trí này, và đích của chúng ta là phải lên đỉnh đỉnh ở đây. Ở đây có một con cá và mèo sẽ phải ăn cá, được chưa? Rồi bây giờ tôi nhìn xong tôi cho con mèo nó bé lại một tí để cho chúng ta dễ dễ điều khiển. Đây, chúng ta vào ban đầu nhé, ban đầu thì chúng ta cho con mèo mèo của chúng ta sẽ cho cái set size là 80% thôi cho nó bé lại, chúng ta dễ điều khiển hơn nhé. Đây 80 nhé, 80 đấy. Đấy, đây là vị trí ban đầu của mèo là ở đây nhé. Đó, đây tôi đặt này, đặt ban đầu của nó là tôi đặt là nó go to đến vị trí này và nó quay về hướng bên phải. Đây là cái giá trị ban đầu của mèo. Nhắc lại các bạn là thông thường cái nút lá cờ này là cái nút mà chúng ta nháy vào là để thiết lập các cái trạng thái ban đầu của các nhân vật. Đấy. Chứ chưa phải bắt đầu chơi. Thông thường khi bắt đầu trò chơi là chúng ta nháy vào phím space là bắt đầu chơi. Rồi thì bây giờ tôi làm thêm ở đây, đây là tên của chúng ta là con mèo nhé. Mèo. Và đây tôi sẽ đưa vào đây một con cá. Đích của chúng ta là mèo sẽ phải ăn được cá. Thế nhưng tôi tìm con cá là F đúng không? Fish. Đúng rồi. Fish. Fish này thì đấy. Đấy. Bây giờ đây là con cá nhé. Đây là mèo, đây là cá nhé. Đây là fish nhé. Tôi đặt tên là cá này. Cá nhé. Rồi. Tôi để cá nó ở đây. Mà tôi cho cá cũng bé lại. Đâu rồi, cá đây này. Chuyển cho cá nhé. Ban đầu đây, cá nó sẽ mà go to tới vị trí này này.
và nó cũng hướng bên phải này. À, đặt cho nó cái em đặt cho nó cái kích thước nhỏ thôi, 50% bé lại đấy. Rồi, cho lên gì nữa nhé. Đấy, cái nằm ở đây nhé, cái nằm ở đây thì đây chọn cái này đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ phải sao chúng ta sẽ phải bây giờ chúng ta lập trình là điều khiển bằng bằng các phím bằng từ chúng ta sẽ thay dùng chuột đi, dùng chuột thay hơn nhé. Chúng ta nhánh chuột ở đâu nhé thì mèo sẽ quay về hướng con trỏ chuột và đi về phía đó là 5 bước đi, giống như người ta là con chuột bị ta làm cho con mèo, mà chúng ta đi ta vừa điều khiển mèo để mèo chạy được tới đây nhé. Rồi chúng ta lập trình này, ta được lập trình điều khiển mèo trước nhé. Đây chúng ta lập trình con cá đi đứng một chỗ, khi mèo mà chạm phải cá thì mèo kêu meo meo, ngon quá ngon quá, và sau đó là trình dừng, làm trò chơi đơn giản thôi nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ làm sau đó, sau khi chúng ta điều khiển mèo rồi thì kịch bản là như sau. Kịch bản là trên đường đi ở trên màn hình sẽ có nhiều những cái đống rơm hay đống gì đó mà có màu sắc khác nhau, và mèo phải né tránh các cái đống rơm đó. Nếu mèo mà va chạm phải đống rơm đó thì mèo sẽ thua ngay lập tức. Như vậy là chúng ta phải di chuyển mèo khéo léo sao cho là mèo có thể tránh được những cái đống rơm rạ, những cái vật chướng ngại trên màn hình, và những vật chướng ngại đó là có màu sắc khác nhau. Đấy, như vậy đây là cái bài mà để lập trình để dùng cái cảm biến màu sắc của mèo để tránh các cái màu sắc. Như vậy chúng ta bài này lập trình, chúng ta giả sử là trong mèo có một cảm biến ở trong trong người nó, và nó biết được à nó đang đi và nó chạm phải cái màu nào, nó tránh là nó biết trước để nó tránh ra nhé. Rồi bây giờ chúng ta lập trình này, đây nhá, đây này thì chúng ta lập trình đây, lập trình đang mèo đây cho mèo nhé. Khi bắt chúng ta bắt đầu chơi. Đây, bắt đầu chơi thì như sau. Thì mà đây, bắt đầu chơi thì chúng ta sẽ điều khiển mèo, mèo nó sẽ luôn trong khi đã điều khiển dùng cảm biến thì mèo sẽ luôn vào cái phòng lọc vô hạn lần. Đó. Được chưa? Bây giờ nếu nếu mà à, đây nếu nhá. Nếu mà người dùng mà nháy chuột đây vào sensing và vào cái này. Nếu người dùng mà nháy chuột thì lập tức là sao? Lập tức là mèo sẽ xoay hướng về con trỏ chuột đó và đi về phía đó là 5 bước. Chúng ta làm cái này đơn giản, chúng ta làm giống trước rồi, 5 bước nhé. Đấy. Nó khi là người dùng nháy chuột sẽ đi phía trước. Cho thử nhé, đây này, nháy nháy này đấy, đấy một vấn đề này. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp theo này. Tiếp theo chúng ta lập trình như sau. Nếu mèo vào chạm phải con cá thì mèo sẽ kêu meo meo. Đây, chúng ta lập trình lại lần nữa nhé. Đây. Chúng ta lập trình vẫn là vào cái này. Đấy. Lại vào cái chuyện lại vào cái lệnh vòng lặp là forever. Bất cứ chỗ nào mà dùng cảm biến thì đều đưa vào vòng lặp forever hết nhé. Như tôi nói rồi là cái vòng lặp forever là cái đặc trưng cho robot đấy. Các bạn là ai mà từng học mà từng dạy robot đấy, học về robot thì trong robot bao giờ cũng có cái lập trình, nó có cái lệnh là vòng lặp forever hết. Rồi thì đây nhé, nếu mèo if mà cho đây if mèo mà chạm phải con cá thì là lệnh cái này, if mèo mà sensing, nếu if mèo mà va chạm phải con cá thì mèo sẽ kêu meo meo. Đấy. Chúng ta sẽ cho mèo kêu meo meo thậm chí là 2 lần cho nó thích thú sau dừng chương trình. Cho mèo kêu meo meo lần 1 này, cho mèo kêu meo meo lần 2 này, lần 2 lần. Sau đó chúng ta dừng chương trình và control đây và vào cái lệnh stop dừng chương trình. Được chưa? Và đây là đoạn chỉnh dễ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình sang cái phần khó hơn là mèo sẽ dùng cảm biến màu sắc để ta tránh được các cái chướng ngại vật khi trên đường đi gặp điều khiển gặp cá. Bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ những cái hình ảnh màu sắc ở trên màn hình
ngay trên sân khấu. Chúng ta vào sân khấu ở đây, sân khấu ở đây nhé, và chúng ta vào cái backdrop để chúng ta vẽ. Đây, trên này chúng ta sẽ dùng cái lệnh này nhỏ đi rồi to một tí này, được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu vẽ này. Thì chúng ta nên vào cái dùng bitmap thì hay hơn, bitmap dễ vẽ hơn. Rồi chúng ta sẽ dùng vẽ cái hình như này thôi, vẽ cái hình vuông hình tròn thì tùy tùy chúng ta nhé, hoặc tùy các bạn, hoặc dùng cái hình này cũng được, dùng hình này để vẽ luôn này. Đấy. Giả sử nhất tôi dùng cái tăng cái này lên là 20 hay là 30 đi, nhất vẽ là 30 nhé, và chọn màu. Ví dụ tôi chọn màu đỏ chẳng hạn, đây tôi chọn cái màu đỏ như thế này và tôi vẽ này. Đây là một cái hình, đây là một cái hình màu đỏ nhé. Đấy, đây là một cái hình nhỉ. Sau đó tôi chọn tiếp sang màu tím. Rồi, ở đây chọn một hình màu tím nữa ở đây. Nhé. Sau đó tôi tìm cái hình khác nữa, chọn cái màu vàng. Màu vàng. Xanh đi. Xanh ở chỗ này nhé, cho nó khó khó một tí. Tức là mèo nó phải tránh tất cả những cái này. Sau tôi tìm tiếp một cái màu vàng đi. Đây, màu vàng ở đây nhé, màu vàng, và tôi vẽ một hình như thế này nữa. Như vậy chúng ta mèo sẽ phải tránh những cái màu này, phải di chuyển qua những cái này để đến đến con cá này, được chưa? Đó rồi, như vậy chúng ta đã vẽ được một số cái hình chướng ngại vật nhé, và như vậy là xong. Bây giờ tôi sẽ phải điều khiển mèo để tránh. Rồi tôi lập trình này, nếu mèo mà va chạm phải một trong những hình này thì là thua nhé. Là cũng dùng chương trình luôn và thua. Đấy. Còn những mèo ăn phải cá thì là cũng dùng chương trình nhưng mà là thắng nhé. Thì chúng ta sẽ có cái mô tả thắng sau, thắng thua sau, nhưng bây giờ chúng ta mô tả thua đã nhé. Đây, thì bây giờ chúng ta lập trình cho con mèo này. Mèo nếu va chạm phải, dùng lập trình nhé. Nếu mèo va chạm phải một trong cái này thì là mèo là chúng ta cho phóng to để tự nhìn thấy nhất đây. Rồi bây giờ chúng ta lập trình lại này, chúng ta lại phải vào một cái trang khác, có thể vào một cái script khác. Đây tôi vào cái này, dùng lệnh này. Đây, khi bắt đầu chơi này thì chúng ta bắt đầu điều khiển này. Chúng ta đây điều khiển đây là cảm biến màu sắc. Chúng ta sẽ vẫn vào cái phòng lọc forever vẫn như mọi khi. Đấy, forever. Và chúng ta dùng lệnh if này, được chưa? Bây giờ nếu mèo va chạm phải màu đỏ, màu này này, thì chúng ta dùng sensing và đưa cái này xuống. Đây là lệnh là nếu mèo mà chạm phải cái màu này thì làm gì? Đó. Thì chạm phải này thì mèo dừng lại ngay. Nhưng mà chúng ta muốn chọn màu, để bấm lên để chọn màu này. Mà muốn chọn màu giống cái này thì làm thế nào? Đấy, hơi khó hơn nhé. Chúng ta sẽ ở đây rất là khó chọn màu đúng, nên đi còn màu thật đúng cơ. Các bạn chú ý nhé, là cái màu ở đây này, cái màu sắc ở trên này là cái màu là GRB, là cái màu là nó rất là phức tạp. Mà thêm cho bạn xem nhé, cái màu sắc là nó gồm có 3 tham số. Đây là tham số màu từ 0 cho đến đây là 100, tham số saturation ở đây là độ bão hòa từ 0 đến 100, và đây đây là brightness là độ sáng là từ 0 đến 100. Được chưa? Như vậy là một cái màu sắc ở trên màn hình trong 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 slide nó được biểu diễn bằng 3 tham số, là một là color, hai là saturation, ba là brightness. Thì cả ba cái này đều là 100 cả. Vậy suy ra là gì? Suy ra là mỗi một cái điểm màu xác định bởi ba cái tham số, ba tham số nhé. Như vậy là ba tham số này suy ra là gì? Suy ra là nó có là 100 mũ 3, 100 mũ 3. Cái màu khác nhau nó rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Mà đuôi 100 mũ 3. Vậy là rất lớn luôn. Trong như 100 nhân 100 là 10.000. Đúng không? 10.000 nhân 100 nữa là bao nhiêu? 10.000 nhân 100 nữa là 10 nhân là bao nhiêu nhỉ? Bạn nhìn thấy mấy ngày đấy nhé, nó cực kỳ nhiều luôn nhé. Thì chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta chọn màu, chúng ta bấm vào đây này. Chọn màu có sẵn cho mình, chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn cái màu này. Đấy. Thì bảo đảm rằng cái màu nó giống hệt nhau. Rồi, thì đây cái màu này bây giờ nó chính là cái màu này. Đó, chúng ta đưa vào đây nhé. Và chúng ta sẽ ở đây, nếu mèo mèo gặp cái vật này thì mèo sẽ cái ối ối và
quả chết rồi. Chúng ta sẽ phải thu âm thanh nữa cho em mèo nhé. Chúng ta thu âm những thanh nữa đây. Thu âm là ôi ôi nhá. Ôi ôi ôi. Đấy, nhưng mà chúng ta làm cái này này. Hay nhé, như vậy là dân thật cho nó kêu một tí. Ôi ôi ôi. Đấy. À, xóa vào đây. Ôi ôi ôi. Rồi, thì lại. Mèo kêu ôi ôi này coi như mèo thua đấy. Chúng ta ôi ôi nhé, ôi nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Nếu mà mèo va chạm phải con này, va chạm phải cái này thì lập tức chúng ta bật âm thanh này lên vào sao và cho cái mèo kêu ối ối ẩn thìn đăn, và khi mà bật xong âm thanh lên thì chúng ta cho dừng dừng chương trình, coi như là thua. Chúng ta vào stop on. Đó, dừng dừng chương trình đó, không chỉ mà chuyển động nữa. Nhưng mà được, tôi sẽ nói xong. Như vậy đây là nếu mà mèo chạm phải cái màu này, nhưng mà với màu này cũng là tương tự. Tôi có thể hoàn toàn được copy sang, tôi sẽ copy cái này sang. Như vậy là mèo vào chạm màu này cũng thua, màu này cũng thua, màu này cũng thua, màu này cũng thua. Thì chúng ta chỉ việc copy cái này ra thôi. Chúng ta chọn lại màu khác thôi. Bấm chuột phải và chọn copy, duplicate. Đây là lệnh thứ hai nhé. Chuyện này tôi bấm vào đây và tôi chọn màu. Đây, chọn màu số 2, màu này này, chọn là cái màu này. Đó, bấm vào đây nhé. Như vậy đây là cái mà nếu gặp màu này thì cũng là thua. Chúng ta bấm chuột phải và tiếp cái nhóm thứ ba, bấm vào đây và bấm vào đây và chọn màu là màu này. Đấy, là nhóm thứ tư, thứ ba. Vì sao nhóm thứ tư, bấm chuột phải chọn cái này. Đấy, và bấm vào đây chọn cái màu, chúng ta chọn màu này. Như vậy chúng ta có bốn màu, màu nào cũng thua hết. Đấy. Nhưng mà đây là cái đoạn chương trình hơi dài một tí, nhưng mà đây là chương trình là cảm biến của mèo khi chúng ta điều khiển mèo. Nếu mèo mà chạm phải các cái hình, các cái này lập tức là mèo cũng thua ngay. Nhưng mà nó thua thì nó kêu ối ối, còn nếu mà thắng thì nó kêu meo meo. Như vậy hai cái trạng thái này nó khác nhau. Được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta đã hoàn thành được cái phần lập trình chính rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ chạy thử chương trình nhé. Bây giờ tôi phóng to này. Đó. Bấm vào đây để bắt đầu chương trình. Rồi, bây giờ chúng ta bấm space này, bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển mèo như này. Đấy, điều khiển mèo nó phải đi vào giữa cái này, chúng ta mà nó lệch là thua ngay. Sử dụng bấm vào đây là thua này. Ôi ôi ôi, khi vào đây chúng ta bấm này không có hoàn nữa, bấm đây là coi như thua nhá, coi như là thua. Các bạn thấy đầu này. Bắt đầu. Nhưng mà phải điều khiển khéo khéo sao cho mèo nó không đâm phải cái hình đó. Hình con nào? Đấy. Như vậy là mèo gặp cá, như vậy là ấy rồi, là chiến thắng rồi. Rồi, như vậy tới đây chúng ta là coi như là xong một cái phần của chương trình này. Bây giờ tôi sẽ mở rộng, tôi sẽ làm thêm cho các bạn một chút nhé. Bây giờ tôi muốn như này, khi mà mèo mà va chạm phải một cái màu sắc thì mèo kêu ối ối và mèo dừng lại, thì lúc đó là ở hậu trường sân khấu sẽ phát âm thanh là bạn thua rồi. Tôi liệu có làm được không? Rồi, khi mà mèo mà va chạm phải con cá, mèo kêu meo meo, mèo cũng dừng lại, nhưng sân khấu vang lên dòng âm thanh là bạn thắng rồi. Thì có làm được không? Tại vì chúng ta làm trình thêm cái đó đến đó đấy nhé, cho nó hoàn thiện cái phần mềm này cho chương trình này. Được chưa? Thì cái phần này hơi khó một chút, tôi sẽ mô tả bây giờ nhé. Bây giờ như vậy là làm thế nào để chúng ta có thể khi mèo va chạm phải mà dừng lại thì phải truyền được thông tin sang cho sân khấu. Sân khấu biết được như vậy mà sân khấu sẽ thông báo. Được rồi. Vấn đề là nhưng mà khi mà mèo mà va chạm phải thì mèo cũng phải không điều khiển được nữa, là phải mèo cũng phải dừng lại cơ. Đấy, chúng ta bấm chuột là mèo không đi được nữa. Thì làm thế nào? Nếu chúng ta mà dùng lệnh stop on thì sân khấu nó không kêu nữa vì dừng hết chương trình lại mà. Thế làm thế nào mà sân khấu vẫn chạy và vẫn có chạy được, sân khấu vẫn phát ra âm thanh được? Tức là không được dùng lệnh stop on nữa, nhưng mà lệnh này là mèo không chạy được nữa. Lệnh này, cái lệnh nào, lệnh này là phải dừng lại. Làm như nào? Đặc biệt tôi mô tả các bạn nhé. Thì đầu tiên tôi làm như sau, nên tôi sẽ vào sân khấu và tôi sẽ thu âm vào trong sân khấu này hai âm thanh. Một âm thanh là bạn thua rồi,
Ông Thanh là bạn thắng rồi. Sau chúng ta sẽ cùng nhau tính toán để ta làm hoàn thiện cái phần mềm này nhé. Bây giờ tôi sẽ vào sân khấu và tôi sẽ vào cái sao và tôi sẽ thu âm hai âm thanh. Ngày này tôi có thể bỏ đi. Đấy. Và thu âm nhé, thu âm hoàn toàn. Một là bạn thắng rồi. Bạn thắng rồi. Đây là âm thanh thứ nhất nhé. Để tôi bật nghe thử này. Bạn thắng rồi. Đấy, Đấy, âm thanh thứ nhất nhé. Thanh này sẽ đặt tên là thắng. Thắng rồi nhá, thắng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta thu âm theo âm thanh thứ hai là thua rồi. Để bấm vào đây. Và thu âm bắt đầu này. Bạn thua rồi. Đấy, như vậy âm thanh thứ hai nhé. bạn thua rồi. Xong, bây giờ chúng ta sẽ đặt tên đây là thua rồi nhé. Như vậy sân khấu bây giờ chúng ta đã sân khấu chúng ta đã có hai âm thanh rồi. Là thắng rồi và thua rồi và bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho cả mèo và cả sân khấu. Thế là thế nào mà khi mà mèo mà dừng lại mà thông báo sân khấu được thì chúng ta bắt buộc phải truyền thông tin từ mèo vào cho sân khấu bằng một cái biến, dùng cái biến để ta làm. Đó, như chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái biến này để mô tả cái trạng thái của trò chơi nhé. Tôi đặt tên cho cái biến là biến gì, đặt tên là biến trạng thái hay là biến gì được nhé, hay là biến biến game cũng được, trạng thái cũng được, hoặc là biến tiếng Anh là status cũng được, tùy các bạn nhé. Bây giờ tôi tạo cái biến chung cho toàn bộ hệ thống, đặt tên là trạng thái cho nó dễ nhé, hay là biến đặt tên là game đi, game game đấy. Cái này nhé, đặt tên không cần viết hoa, game. Như vậy là game là mô tả cái trạng thái của trò chơi nhé. Thì tôi mô tả như sau này. Khi mà đang chơi thì game nó bằng không nhé. Khi mèo mà thắng thì game bằng một thì là mèo thắng, game bằng hai là mèo thua. Như vậy là chúng ta tạo một cái biến nhớ rất quan trọng, cả tên là game, mà cái biến này có ý nghĩa rất quan trọng. Game bằng không là đang chơi, chưa ai thắng ai thua. Game bằng một là mèo thắng, game thứ hai game bằng hai là mèo thua, thì mèo sẽ là người mà điều khiển cái game này và truyền thông tin đó cho sân khấu. Sân khấu là cái nơi mà để nhận biết thông tin mà sau đó là gì, là thông báo. Được rồi, chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta cho sân khấu nhé. Thì ban đầu khi mà chúng ta bắt đầu chơi đây, thì chúng ta bắt đầu chơi ở đây thì chúng ta đặt cái tham số sân khấu, tham số game là bằng không. Như vậy game là cái trạng thái là gì, game là cái trạng thái là đang chơi, được chưa? Sau đó là như sau. Sau đó là chúng ta sẽ phải chờ bất cứ khi nào mà game mà sân khấu mà nó nhận được cái thông tin là game bằng một hoặc bằng hai thì nó sẽ thông báo nhé. Thế làm như sau, có thể lập trình cái đấy cũng được, ngay không lập trình cái đấy cũng được thôi, không cần thiết phải đâu nhé. Thế làm như sau này, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Như sau nhất là chuyện như sau này, sân khấu sẽ đợi cho đến khi mà cái game này này hoặc bằng một hoặc bằng hai thì nó dừng lại, và dựa vào một hay hai thì nó sẽ thông báo. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ làm cái lệnh rất đơn giản, chúng ta vào control, chúng ta làm vào cái lệnh là away đấy. Ban đầu là sân khấu như sau, đặt set game bằng không và sẽ chờ chờ cho đến khi nào mà game bằng một hoặc bằng hai, tức là chờ cho đến khi mà game này là giá trị của cái tham số game này là lớn không để dừng lại. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta vào cái operation và tạo cái lệnh là lớn hơn này, cái lệnh lớn hơn. Như vậy là chúng ta sẽ sân khấu sẽ chờ cho đến khi nào mà cái tham số hay là cái biến nhớ game này này phải lớn hơn không, tức là hoặc một bằng hai thì nó dừng lại. Đấy. Được chưa? Như vậy là sau cái lệnh này này là nó chờ, đây là đến nó chờ. Nó chờ cho đến khi nào mà game này bằng lớn không thì dừng lại. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý. Nếu trường hợp game mà một bằng hai thì chúng ta dùng lệnh if thì chúng ta sẽ điều khiển. Nếu nhé. Đây. Nếu như là game mà bằng một thì là mèo thắng. Đây. Nếu game bằng một nhé. Chúng ta vào đây chọn dấu bằng và chọn cái biến là nếu game bằng một. Đó, nếu game bằng một thì chúng ta thông báo trên màn hình. Chúng ta thông báo bằng bằng âm thanh và âm thanh mà chọn là play sound thắng, thắng rồi. Đó, ấn phím đăng.
Được chưa? Bạn tin đang. Và khi xong cái này rồi thì chúng ta cho dừng chương trình. Bây giờ mới dừng chương trình. Stop on. Đó. Bây giờ lại là nếu thứ hai. Nếu thứ hai ở đây nhé. Nếu thứ hai là cái kia này bằng 2 thì thua. Tôi có thể copy này xuống được. Cái lệnh này tôi hoàn tôi bấm chuột phải và chọn lại duplicate. Nó sẽ copy xuống thế này. Đấy. Cho nên là game bằng 2, game bằng 2 người ta chọn gì? Ta chọn cái âm thanh là play sound thua rồi. Thua rồi cho đến khi mà nói xong thì chúng ta chọn cái lệnh là stop on. Đấy, như vậy chúng ta đã. Đây là đoạn lập trình mà dành cho sân khấu để điều khiển, thế không nào? Đó. Bạn thấy nhé. Bây giờ tôi sẽ quay sang mô tả con mèo, tôi phải sửa lại chương trình con mèo một chút. Đây. Ở chỗ này nhá, nếu mèo mà gặp cá này thì kêu meo meo này, nhưng mà ở đây chúng ta để stop on thì không được, để stop on ở đây thì nó sẽ làm cho tất cả dừng hết và cả chương trình này cũng bị dừng, như vậy là không đúng, vì tôi phải sửa lại. Chỗ này không phải là stop on mà như sau, chỗ này là chỉ là bắt cái chương trình này dừng thôi, nhưng mà chỉ là gì cho dùng cái lệnh là stop a giờ thôi. Script không 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 phải là nhé. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ đặt một cái lệnh và store nó có ba cái chức năng stop on là toàn bộ tất cả các chương trình trong trong trò chơi trong trong Slack là dừng hết. Còn this script là chỉ dừng cái chương trình này thôi. Còn other script dừng là dừng tất cả các chương trình khác. Đấy. Được chưa? Mà chương trình này là bản thân chương trình này là không dừng rồi thì tôi chọn là other script stop, sau đó tôi đặt cái tham biến, tôi dùng cái lệnh tiếp theo là đặt thắng rồi đặt set cái game bằng một đấy, hoặc tôi có thể cho linh kiện này set game bằng một đó, thì và khi mà set game bằng một thì sân khấu cũng sân khấu là nghe thấy nhìn thấy nó và sân khấu sẽ thông báo là bạn thắng rồi. Bây giờ tôi qua bên đây tôi kiểm tra ở đây. Đó, kiểm tra bên này là thua nhé. Ố là thua này. Tôi bỏ tất cả những cái này ra. Bỏ ra và tôi đặt cái lệnh là gì? Đặt cái lệnh là stop other. Đâu rồi? Lệnh là stop other. Đây. Other script. Được chưa? Tôi đưa nó vào đây. Gì này? Bỏ cái này ra. Bỏ cái này ra và tôi vẫn đưa cái này ra. Đưa cái này vào. Chọn là A giờ nhé, tiếp tục bỏ cái này ra, không cần không cần không phải bỏ, quên mất cần gì bỏ này luôn, nó sửa luôn đây, tội gì đây A giờ screen và tôi đặt như sau. Tôi phải đặt lại cái lệnh này, tôi phải đặt lại cái biến lúc đặt game bằng 2, game bằng 2 là gì, game bằng 2 tức là thua đấy, ta copy vào đây nhé, đây bằng 2 ở đây bằng 2 hơi dài một tí nhé, bằng 2 như vậy tất cả đều giống nhau đấy, bằng 2 được chưa. Thì như vậy tới bây giờ nó mới hoàn chỉnh đấy, nhưng mà có thấy bài này nó phức tạp hơn đâu, tức là stop other thì đây để chúng ta bấm chuột thì mèo nó không di chuyển, không di chuyển nữa nhé. Rồi bây giờ làm lại thử, chạy thử lại nhé, đây tôi chạy thử lại này. Bắt đầu nhé. Space này. Đấy. Ra thử ra lao vào đây nhé. Ôi 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 Bạn ôi thua ôi ôi rồi. ôi 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 nhưng mà bên kia nó là bạn thua rồi nhanh thế. Tôi kiểm tra lại làm sao em vẫn làm lại nhé. Sao lại đúng ra là phải nói xong rồi thì nó mới thua chứ. ôi 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 Bạn ôi thua ôi ôi rồi. ôi Hơi bị nhầm một chút, tôi kiểm tra lại sao như lại là mèo chưa nói xong mà sân khấu đã sân khấu đã nói rồi. Để tôi đã để là ẩn tin đăng rồi các bạn nhỉ. Forever. Vì giờ vì các bạn biết vì sao không? Chuyện này hơi 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 khó hiểu đây. À, vì như thế này này, tôi phải làm này đúng này, tôi phải để này lên trên chứ để dưới này là không được. Đấy. Vì khi mà stop a giờ
stop other thì nó vẫn quay lại, và nó bị khi nó vẫn quay lại nhưng mà nó vẫn chạm vào cái này nhưng vẫn nó kêu lần nữa. Tôi sẽ phải để hình trên nó không bị nữa. Tôi phải chuyển lại, cái này rất quan trọng. Đấy. Như vậy là gặp này, gặp gặp ối này, đỏ gặp ối này, nó xong ối này chuyển ngay sang cái game này, thì ở bên kia là con sân khấu là dừng ngay lại, và như vậy là không bị ảnh hưởng gì nữa nhé. Để tôi để ở đây. Đấy. Để bên này, Ôi tôi để hình trên này. Cái này trên này. Đấy. Nhé, để chúng ta chơi thử xem đúng nào. Cần nhận mà đúng, nó phải đúng kịch bản của chúng ta. ôi 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 Bạn thua ôi ôi rồi, ôi vẫn bị lỗi. À, tôi phải sửa lại này đúng này. Bạn thấy như vậy là khi làm việc với khi mà làm việc với cảm biến là nó hơi phức tạp, vì nó có cái vòng lặp forever. Tôi sửa lại đúng đúng này. Không sửa như này nữa mà tôi sửa như thế này. À, tôi chuẩn đưa được lên. Chỗ này không phải là stop stop other mà là phải phải thêm vào nữa thì mới đúng. Vừa tắt bên kia vừa tắt cái này nữa mới đúng. Tôi phải thêm cái gì sao? Tôi vào thêm cái lệnh là gì? Tôi vào thêm lệnh là nó mới đúng nha. Tôi vào thêm cái lệnh là stop this script nữa thì nó mới đúng nha. Đây này. Đó. Vừa khắc vừa thế này luôn. Nhưng mà đấy, nhưng mà this group nó sẽ đúng đấy. Đúng chữ phải, chọn duplicate. ôi Nào, mình kiểm tra lại đúng không nhá. Tôi cái bài này nó hơi chung thế thôi nhưng mà lại thành ra là hơi phức tạp. Nhưng mà không sao. ôi bạn thua rồi. Đấy, thì vậy là thấy mình đúng rồi đấy nhá. Làm lại này. Bây giờ cho thắng này. Đúng space này, bắt đầu này. Bây giờ tôi đi khởi cho thắng nha. Trò chơi rất đơn giản, rất là hay nha. Đấy. Bạn thắng rồi. Đấy. Cái này cũng vậy, khi meo xong là phải dừng ngay lại, dừng ngay lại thì nó mới không bị ấy. Tôi phải sửa một chút, phải như này mới đúng này. Tôi meo xong đây này, không phải là other mà đây là phải thêm một cái nữa, đây là this script cũng phải dừng luôn thì nó sẽ không bị lỗi như này nữa. Đấy. Vừa other tức là stop other script tức là nó sẽ stop cái này là nó không chạy nữa, đồng thời nó stop cả cái này nữa, cả cái con nó đang dẫn thì nó không quay lại. Nó không quay lại cái chỗ này, nó dừng luôn cả cái này luôn. Và như vậy nó chỉ kêu một lần thôi và nó chuyển ngay sang bên nó truyền thông tin qua cái biến thông tin vào thông tin qua qua sân khấu, và sân khấu sẽ điều khiển ở đây. Đó. Bây giờ xong hết rồi đấy nhá, mà này hơi dài một chút, tôi kiểm tra lại một nữa này. Bắt đầu này, bay này, thì tôi lao vào đây nhé. Ôi, bạn thua rồi. Đấy, đúng rồi, như vậy làm lại này. Tấm space này. Nó chỉ kêu một lần thôi, không thể kêu lần nữa nhé. Bạn thắng rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta là vừa hoàn thành xong một cái chương trình nhà học một cái thôi, chỉ một vài cái đơn giản liên quan đến cảm biến, nhưng mà nó đối với các bạn là một cái bài rất quan trọng vì nó rất là mới. Nó rất là mới nhá. Như vậy đây là cái bài mà khi chúng ta làm việc với cảm biến là đặc biệt như vậy. Nó rất là gần với cái các lệnh cảm biến khi chúng ta lập trình cho con robot nhé. Các bạn chú ý, hôm nay cháu có vài lệnh thôi. Thì trong cái thực đơn, trong cái nhóm lệnh sinh này nó có rất nhiều, nó có rất nhiều lệnh khác nhau, và chúng ta sẽ học suốt từ giờ cho đến cuối chương trình luôn. Lúc nào cũng cần có cái cảm biến này. Lập trình cho trò chơi Scratch mà không có cảm biến thì là mất hết cả vui, mất hết cả những hay ho của game này, của cái phần mềm mà lập trình Scratch này. Được rồi, chúng ta nghỉ ở đây nhá. Chào mọi người nhá. Vâng, chào thầy. Chào thầy. Có hiểu gì không nhỉ? Có khó không? Không ạ. Rồi, ok.